Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon. Phiếu cùng rap Việt. Anh Latka là anh đứng lại anh chia sẻ cho em như thế nào thế nào, và đó là một cái điều rất là quý. Khi mà em đứng ở đây em nhận được tụi em Latka, chưa thi mà em đã thấy em nhận được một điều quý giá, là em sẽ lên em làm như cái cách anh Latka chỉ. Cảm ơn Latka. Hello rap Việt, mình là Lê Ngọc Duy, rap name của mình là Canal, mình đến từ Biên Hòa. Yeah, check. Hôm nay mình cảm thấy khá là phơi, khá là năng lượng. Dạ. Dạ, cảm xúc của em là nó đã đã từ cái ngày tập ở trên sân khấu trước rồi đó. Tại vì ta phải chờ đợi quá lâu rồi để mà được đến cái ngày hôm nay. Em được thỏa sức với cái đam mê của mình. Nói chung là nó có một đã thôi, em chỉ biết nó là đã thôi, tại vì nó quá nhiều từ trong em. Tại vì thật sự mà nói với em, cái sân chơi rap đầu tiên em chơi là sân chơi rap này. Và may mắn là em đã được chọn là thí sinh của sân chơi rap Rap Việt mùa 2 năm nay, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Em mong muốn thể hiện là cái cách rap của em là nó sẽ là, nhìn em sẽ là một cái kiểu, có thể dùng là một cái cục năng lượng. Mình sẽ hơi nhảy nhót ở trên đó, mình sẽ năng động. Dạ. Nó, tại vì idol của em mùa trước, idol của em là anh Thành Ro. Em rất thích Thành Ro, rất thích phong cách của anh. Và em đã đi chọn phong cách đó và quyết định mình sẽ theo phong cách đó. Tại vì ở nhà mẹ em và chị hai em và ông bà em nghe nhạc của anh Thành Ro thì họ cảm thấy bài nhạc này năng lượng quá, cho nên là em muốn năm nay mình cũng làm được cái điều tương tự như vậy. Em ấn tượng năm trước tới năm nay luôn là anh Quy. Còn em mong muốn thì vào đổi ai cũng được hết, tại vì đi tới đây là một cái xịt khói, là một cái hạnh phúc, một niềm hạnh phúc rất lớn với em chỉ cần như vậy thôi, chứ em cũng không dám đòi hỏi mình phải vô team ai hết. Người mà em muốn không muốn chạm trán nếu mà mình được vô vòng vòng trong đó là Lil Wayne, Latka, BRT, nhiều quá cái như đó. Nếu như mà chạm trán thì tụi em sẽ không coi như đó là một trận đấu. Như Mama đã nói là mình phải làm sao bài nhạc đó là bài nhạc để lại cho khán giả nghe, chứ không phải là một cuộc đấu nhau ở trên sân khấu. Đó là mình sẽ đóng vai là hai người nghệ sĩ đứng ở trên sân khấu làm ra một sản phẩm và để lại. Ai ra đi, ai ở lại cũng được hết. Với em là như vậy, bây giờ em chỉ mong được một cái xịt khói thôi. Còn vào trong thì mình học hỏi là chính. Dạ, sự thật mà nói thì em đi tới đây là tất cả là một mình em hết. Là ở cái chỗ em sống là rất là ít người chơi. Em ở Đồng Nai nhưng mà em ở trên cái khúc Thành Phú á. Từ lúc em mới chơi tới giờ thì tất cả mọi thứ là em lên mạng em học từ các anh. Ví dụ như anh, em nghe người mà làm thay đổi cái tư tưởng âm nhạc của em là anh Lil Wayne. Từ khi em nghe nhạc anh Lil Wayne là em bắt chước cái cách viết của ảnh, viết được một cái sự nhìn đời, một sự trải nghiệm của ảnh, và em luyện tập. Em nói chuyện với anh Latka là anh đứng lại anh chia sẻ cho em như thế nào thế nào, tại vì em đã từng qua nhà anh Latka để thu chuẩn bị cho cái bài thi này rồi, và anh đã chia sẻ em cái cách ngày hôm nay em lên sân khấu phải như thế nào thế nào, và đó là một cái điều rất là quý. Khi mà em đứng ở đây em nhận được từ anh Latka, chưa thi mà em đã thấy em nhận được một điều quý giá, là em sẽ lên em làm như cái cách anh Latka chỉ. Cảm ơn Latka. Trước tiên là em đã được gặp những người mà em nghe nhạc của họ từ nhỏ, em nghĩ là em chỉ có thể nhìn họ qua khung ảnh thôi, mà bây giờ em đã được nhìn họ bằng da bằng thịt đứng trước mặt em. Đó là điều quý nhất của chương trình đang đến cho em cho tới lúc này. Và những bài học, những câu chuyện mọi người kể ở, thí dụ ở ngoài Hà Nội nó có những cái văn hóa gì, những cái như thế nào thì em biết thêm, mặc dù em chỉ cần ở trong đây thôi. Giờ hello khán giả của Rap Việt mùa 2 nha. Thì đảm bảo với mọi người luôn, mùa này sẽ đảm bảo là một cái mùa rất là cháy. Mọi người sẽ không thể nào mà thất vọng được khi mà đợi đi xem nó đâu. Cho nên là mọi người hãy đón xem Rap Việt mùa 2 và coi như là ủng hộ mình cũng như là tất cả anh em ở đây. Chắc chắn là mùa này sẽ rất là cháy, tại vì ekip chương trình và tất cả mọi người ai cũng làm việc hết công suất để mà quay được nó. Dạ, cảm ơn mọi người. Anh thích em như ve tìm lá, để dáng em như ông mật tìm hoa. Chàng trai hôm nào rong chơi quậy phá này.